mối đe dọa từ kênh đào Phù Nam - Tách Hò của Campuchia nguy hiểm ra sao với Việt Nam trong bối cảnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam hạn hán và nhiễm mặn. Siêu dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ đã trở thành chủ đề gây tranh cãi căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian gần đây. Vào ngày 5 tháng 5, phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng kêu gọi sự hợp tác về phía Campuchia trong việc đánh giá tác động môi trường của dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lời kêu gọi mới nhất này của Hà Nội được cho là hòa dịu và mềm mỏng hơn đối với dự án gây tranh cãi này. Kênh đào Phù Nam - Tách Hồ được cho là chiếc đinh cuối cùng đóng vào nắp quan tài của đồng bằng sông Cửu Long. Dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ dài khoảng 180 km với tổng kinh phí ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la. Một số đoạn của con kênh này được hình thành thông qua việc cải tạo các sông rạch hiện hữu. Một số đoạn được đào mới. Kênh này nối khu vực biển miền Nam xứ Chùa Tháp với thủ đô Phnom Penh. Campuchia dự kiến khởi công dự án này vào quý 4 năm 2024 sau khi tuyên bố việc nghiên cứu khả thi đã hoàn tất. Dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ sẽ do một công ty nhà nước của Trung Quốc thực hiện. Dự án kênh đào này đã một lần nữa châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Việt Nam và Campuchia. Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt vào ngày 11 tháng 4 vừa qua bày tỏ, phía Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ. Theo giới quan sát, điều này cho thấy mức độ quan ngại từ phía Việt Nam đang tăng lên khá cao. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, tạp chí Phương Đông của Việt Nam đã đăng bài phân tích với tựa đề Dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ - Lợi ích và hệ lụy. Hai tác giả Nguyễn Đình Thiện và Hoàng Thanh Minh đã chỉ ra rằng khả năng dự án kênh đào Phù Nam - Tách Hồ - Campuchia với sự giúp đỡ của Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Ý kiến này được đánh giá là thêm dầu vào lửa và ngay lập tức đã khiến cho giới lãnh đạo Campuchia phẫn nộ và đáp trả. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính, theo giới quan sát, dễ dàng có thể thấy rằng đã có những phản ứng gay gắt từ ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, và con trai ông là Hun Manet, Thủ tướng Campuchia. Những phản ứng này nhằm đáp trả lại những cáo buộc từ phía chính phủ Việt Nam, đồng thời đây cũng được coi là thông điệp gửi tới truyền thông và các tổ chức nghiên cứu đang giúp Việt Nam truyền quan ngại của Việt Nam. Không chỉ những phát ngôn từ giới lãnh đạo Campuchia, tờ nhật báo tiếng Anh Khmer Times vào hôm 18 tháng 4 đã đăng bài viết cuộc chiến tưởng tượng giữa Trung Quốc và Việt Nam với cái giá phải trả của Campuchia. Bài viết đã chỉ trích dữ dội bài báo trên tạp chí Phương Đông của Việt Nam và cho rằng tác giả Việt Nam đã tung ra hỏa mổ nhằm gây sự hiểu lầm quốc tế giữa việc phát triển kinh tế với mục tiêu quân sự. Vào ngày 26 tháng 4, ông Hun Sen đã mạnh mẽ gửi đi thông điệp rằng Campuchia sẽ không thương lượng gì về việc kênh đào Phù Nam - Tách Hồ. Ngay sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng khẳng định việc Campuchia xây dựng kênh đào này không phải xin phép nước nào, ngoại trừ việc gửi đi các thông tin cần thiết tới Ủy hội các quốc gia sông Mekong. Thủ tướng Hun Manet còn khẳng định rằng với kênh đào Phù Nam - Tách Hồ, Campuchia sẽ tự thở bằng mũi của mình, ẩn ý rằng nước này sẽ giảm bớt phụ thuộc vào Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ngay sau đó, các chuyên gia Việt Nam đã bày tỏ lo ngại khi cho rằng kênh đào Phù Nam - Tách Hồ sẽ tác động ảnh hưởng đối với dòng chảy sông Mekong từ Campuchia về đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vụ lớn nhất của Việt Nam, nơi có gần 20 triệu người Việt Nam đang sinh sống. Theo đó, dự án kênh đào dài 180 km này, khi đưa vào vận hành sẽ khiến lượng nước về sông Mekong, phần thuộc đồng bằng sông Cửu Long giảm đến 50%. Tuy nhiên, phía Campuchia vẫn luôn khẳng định dự án sẽ được tiến hành bất chấp những quan ngại từ phía Việt Nam. Mới nhất, một bản tin quốc tế vào ngày 8 tháng 5 cho biết, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chakto đã hạ thấp những lo ngại về tác động môi trường của kênh đào Phù Nam - Tách Hồ. Đồng thời, ông này cũng bác bỏ những suy đoán cho rằng kênh đào này có thể được tàu chiến Trung Quốc sử dụng để mà tiếp cận thượng nguồn và gọi suy đoán này là vô căn cứ. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay, mối đe dọa từ kênh đào Phù Nam - Tách Hồ của Campuchia, nguy hiểm ra sao với Việt Nam. Ai đứng sau nhóm lợi ích chống thủ tướng trong nỗ lực bình ổn giá vàng? Tổng cục thuế mới đây đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền để đưa ra quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán kinh doanh vàng. Công luận nghi ngờ đây là ý kiến xuất phát từ nhóm lợi ích vàng lâu nay vẫn lũng đoạn thị trường vàng ở Việt Nam trong suốt một thời gian dài.
báo Công an loan tin về kiến nghị nêu lên liên quan đến môn bá vàng. Báo Công an Nhân dân vào ngày 4 tháng 5 đưa tin kiến nghị không được mua bán vàng bằng tiền mặt. Bản tin cho biết để siết quản lý thuế với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, Tổng cục Thuế đã kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời ra các quy định kiểm soát các giao dịch này. Kiến nghị này đã khiến mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt trong và ngoài nước nổi sóng. Đa số các ý kiến đều biểu hiện thái độ không đồng tình. Theo kiến nghị này, khi người dân tiết kiệm, dành dụm được tiền bạc bằng tiền mặt, muốn mua vàng, họ bắt buộc phải ra ngân hàng để mở tài khoản, rồi gửi số tiền này vào, sau đó mới được quyền thực hiện các giao dịch hay mua bán vàng. Nhiều ý kiến nghi ngờ kiến nghị nói trên bị nhóm lợi ích vàng thao túng. Nhóm này vẫn lũng đoạn thị trường vàng, nay muốn thông qua cơ quan chức năng để làm cho thị trường vàng càng mất kiểm soát hơn. Trong lúc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan chính phủ phải bình ổn thị trường vàng, nhưng thị trường vàng vẫn tiếp tục nhảy múa như thách thức chính phủ vậy. Biểu hiện rõ nhất của nhóm lợi ích vàng là việc các phiên đấu giá vàng của Ngân hàng Nhà nước không thành công, liên tục bị bãi bỏ với nhiều lý do khác nhau. Hơn thế nữa, Thủ tướng ra chỉ thị để bình ổn thì giá vàng lại càng tăng. Nay vàng miếng đã cán mốc 87 triệu đồng cho một lượng, một điều xưa nay chưa từng có. Một cửa tiệm kinh doanh vàng bạc ở Việt Nam. Công luận cho rằng trên thế giới, các quốc gia chỉ khuyến khích giảm bớt sử dụng tiền mặt. Chưa có quốc gia nào quy định buộc không được mua bán bằng đồng tiền một mặt hàng nào đó với một ngành nghề kinh doanh nào đó. Và thực tế cũng chưa có ngành kinh doanh nào trên thế giới lại bị áp đặt quy định thanh toán không dùng tiền mặt như vậy. Vậy tại sao Bộ Tài chính lại muốn áp dụng điều tệ hại đó trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc? Trong khi đó, ý kiến cho biết có nhiều biểu hiện cho thấy nhà nước đang siết chặt quản lý vàng. Khách hàng mua bán vàng yêu cầu ký nhận và ghi đầy đủ họ tên. Có tiệm vàng còn yêu cầu xuất trình căn cước công dân khi mua vàng. Đó là chưa kể đến trường hợp khi người dân cần gấp tiền phải mang vàng đi bán. Nếu lỡ không có tài khoản ngân hàng thì phải làm sao nhận khoản thanh toán đó, rồi sau đó làm sao để đi rút tiền. Có không ít ý kiến phẫn nộ cho rằng chính phủ cứ cấm giao dịch mua bán vàng đi cho nhanh, hay mọi giao dịch mua bán trao đổi vàng thì buộc phải thông qua đơn vị trung gian là tín chỉ vàng. Bằng cách đó, nhà nước sẽ nắm chắc được tổng lượng vàng tích lũy trong dân để huy động theo chủ trương vàng trong dân còn nhiều lắm. Theo tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá Cả thuộc Bộ Tài chính cho rằng đề xuất của Tổng cục Thuế có tính khả thi thấp bởi không phải 100% người mua bán vàng đều là để đầu tư mà mua với số lượng lớn. Tiến sĩ Long nhận xét đề xuất này chỉ phù hợp với những đối tượng mua vàng để đầu tư, mua bán với số lượng lớn mà thôi. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay đang loay hoay với giá vàng. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam thì cho biết, nếu dùng biện pháp hành chính bắt buộc trong thanh toán giao dịch vàng miếng, không dùng tiền mặt nhằm kiểm soát thị trường vàng, nó sẽ đi ngầm hết. Hơn nữa, việc kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ đang tiến tới ngành kinh doanh không có điều kiện. Giờ lại đề xuất không dùng tiền mặt với giao dịch mua bán vàng là mâu thuẫn. Công luận cho rằng với tư duy, cái gì không quản được thì cấm. Và lãnh đạo nhà nước Việt Nam luôn mang suy nghĩ vàng ở trong dân còn nhiều nên họ tìm mọi biện pháp để làm sao cướp được của người dân. Hết bắt khai báo, quản lý nguồn gốc vàng, giờ đến cấm giao dịch bằng tiền mặt. Đây là quy trình ăn cướp của chính phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ai đứng sau nhóm lợi ích chống thủ tướng trong nỗ lực bình ổn giá vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.